Sáng ngày 17 tháng 11 tại trường Tiểu học Thủy Đường, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thủy Đường long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2023. Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của cô và trò ba bậc học trên địa bàn xã Thủy Đường và các chiến sĩ nữ đoàn đặc công 126 các tiết mục đặc sắc được biểu diễn với nội dung đa dạng phong cách biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ không chuyên đã mang đến những giai điệu ngọt ngào những ca từ say đắm và những tiết tấu sôi nổi hào hùng ca ngợi quê hương đất nước những kỷ niệm dưới mái trường thân yêu tất cả đã được hát được sống hết mình trong không khí sôi động tràn ngập lời ca tiếng hát chương trình tạo ra một khí thế mới trong công cuộc xây dựng hình ảnh trường tập thủy đường ngày càng đẹp hơn bước tiếp một chặng đường mới với niềm tin và khát vọng dự và chung vui buổi lễ có đồng chí phạm văn thép ủy viên thành ủy bí thư huyện ủy đồng chí phạm quốc hiệu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân phó chủ tịch ủy ban dân huyện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện lãnh đạo xã thủy đường cùng đông đảo các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học thủy đường qua các thời kỳ Trường Tiểu học Thủy Đường được thành lập từ năm 1955, trải qua 68 năm xây dựng và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử, với tinh thần đoàn kết cùng với lòng nhiệt huyết của bao thế hệ thầy cô giáo, trường đã từng bước phát triển vững chắc. Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo vững mạnh là nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, Ban Giám hiệu Trường Tiểu Thủy Đường luôn khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên học tập, nâng cao trình độ, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện và thành phố được nhận bằng khen dưới khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy giáo dục toàn diện học sinh. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như sự đồng thuận ủng hộ của phụ huynh, cơ sở vật chất nhà trường đã được đầu tư đồng bộ, xanh, sạch đẹp, thân thiện và an toàn. Năm học 2021-2022, bằng nguồn đầu tư công của địa phương, trường Tiểu Thủy Đường đã xây dựng mới hai dãy nhà 3 tầng với 39 phòng học và phòng chức năng rộng rãi khang trang khu hiệu bộ được sửa chữa nâng cấp đồng bộ nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển toàn diện của học sinh, phục vụ công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh được duy trì trong các năm học. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt từ 99,6% đến 100%, chuyển cấp đạt 100%, học sinh được khen thưởng cấp trường đạt từ 68,9% đến 72,8%, học sinh đạt danh hiệu trái ngoan Bắc Hồ trên 90%. Với thành tích đã đạt được, 45 năm liên tục, trường tập Thủy Đường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 15 lần được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen, 3 lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban dân thành phố, 4 lần được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen, 1 lần được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng cờ thi đua xuất sắc, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Thêm một niềm vinh dự và tự hào đến với cô và trò trường tập Thủy Đường trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhà trường vinh dự và tự hào được đón nhận huân chương lao động hạng 3 bằng công nhận trường tiểu thủy đường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tại lễ kỷ niệm, Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư huyện ủy đã trao huân chương lao động hạng 3 và tặng hoa chúc mừng trường tiểu học Thủy Đường vì có thành tích xuất sắc cho công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo trao bằng công nhận trường tiểu học Thủy Đường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho hai tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt năm học 2022-2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư huyện ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích kết quả nổi bật trường tiểu học Thủy Đường đã đạt được và những đóng góp quan trọng đầy ý nghĩa của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh nhà trường trong thời gian qua. Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư huyện ủy Huy, chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, có thêm nhiều nghị lực và quyết tâm cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người. Đồng chí Bí thư huyện ủy Huy nhấn mạnh, huyện Thủy Nguyên đang phấn đấu xây dựng thành phố trước năm 2025 để trở thành thành phố phát triển hiện đại bền vững thì nhân tố con người là nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển của huyện. Do đó, huyện ủy Huy đã ban hành nghị quyết số 18 về phát triển giáo dục đào tạo huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân, hướng tới xây dựng lớp người thủy nguyên phát triển toàn diện. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Bí thư huyện ủy Huy đề nghị cấp ủy chính quyền trường Thảo Thủy Đường cần phải chú trọng làm thật tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục thật sự mô phạm, khoa học, văn minh, trường học thật sự là nơi học tập vui chơi an toàn phát triển toàn diện của học sinh đồng thời quan tâm chăm no xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường có chuyên môn vững vàng đạo đức trong sáng và tinh thần cống hiến tâm huyết trách nhiệm với công việc phát huy truyền thống về giáo dục của huyện của nhà trường đổi mới mạnh mẽ việc dạy và học chú trọng hơn nữa công tác giáo dục rèn luyện toàn diện cho học sinh đặc biệt chú trọng tiên học lễ hậu họ học văn dạy chữ gắn với dạy người giáo dục kỹ năng sống kỹ năng thực hành ý thức trách nhiệm xã hội góp phần hình thành nhân cách các giá trị đạo đức văn hóa tiến bộ nhân văn cho học sinh bên cạnh đó cần phải làm tốt công tác tuyên truyền công khai dân chủ mọi chủ trương chính sách định hướng về giáo dục đào tạo để phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội được biết và tham gia góp sức đồng hành cùng nhà trường để nhà trường tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học xứng đáng trở thành ngôi trường có chất lượng cao của huyện đóng góp chung vào tiến trình xây dựng và phát triển thành phố thủy nguyên trong thời gian tới Phát biểu bế mạc tại lễ đón nhận, đồng chí Nguyễn Xuân Tạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thủy Đường, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo huyện, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã Thủy Đường, các thế hệ nhà giáo, các thế hệ học sinh nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh đã luôn sát cánh cùng trường tiểu thủy, thủy Đường để được đón nhận thành tích như ngày hôm nay đồng chí mong muốn đội ngũ các thầy cô giáo tiếp tục cống hiến thi đua học tập sáng tạo vượt qua khó khăn chung sức đồng lòng cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân xã thủy đường phấn đấu đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong công tác giáo dục và đào tạo của xã nhà cùng với ngành giáo dục đào tạo huyện thủy nguyên ngày càng phát triển vững mạnh